Tại nhà của Thúy có wifi không? Không, em không vô, tại chúng nó còn đi học, chúng nó lên suốt ngày em không làm. Ở trên có ghi nữa không? Hả? Ở trên có ghi nữa không? Còn giờ có đó. Kể là nó làm. Giờ cô có nhớ gì mà hỏi. Làm vậy cái rồi chả nhớ luôn rồi, nó không sao. Quay lên đi thì má nói. Thì nói thôi bây giờ thì cô đang bảo là cô nhớ các chú lắm. Mà bây giờ thì lâu nay chẳng thấy chú nào gọi được cho cô, đúng không cô? Ừ. Thì giờ mấy chú mà có thời gian thì mấy chú gọi được cho cô để cho cô nói chuyện vài câu, kể là cô buồn. Chú Khánh thì thấy bảo cũng hứa về Việt Nam đấy, nhưng mà rồi bảo giờ mà về Việt Nam thì như là bên này dạ, chú không về đâu. Dạ, chú không về đâu thì có thì lâu lâu rồi chú cô có nhớ thì chú gọi điện hỏi thăm cho cô thôi. Nhưng nhà Thúy thì con còn đang đi học và Thúy không muốn gắn wifi, ra có gì thì cứ điện thoại trực tiếp cho cô là mới gặp được cô. Thì chắc chắn chẳng có con lên trên mạng đâu. Thì ấy là cháu xin cho thăm cô, vậy là cháu hết mưa rồi cháu về. Nếu mưa nữa cô ơi. Mưa nữa thì nhìn hết mưa rồi cháu tranh thủ cháu đi về. Hôm nào cô cũng bảo gì đến đi nhớ đi xuống mà rồi mình không thấy xuống nữa, lâu lắm chả thấy xuống. Thì mấy chú dặn Thúy là tới 11 giờ cháu gọi, cuối cùng cháu quên mất cái 11 giờ. Có bảo đợi chị Vân không? À, có bảo đợi không? Không, chị bảo là lâu lắm rồi Vân bảo nó xuống mà chả thấy xuống. Hôm nay em có nói là mà ngoài đi ngủ đi, 11 giờ trưa chị Vân gọi điện cho bà ngoại đó. Rồi chị quên mất tiêu luôn. Xong rồi tới chiều tối thì cũng nhớ mà nghĩ đến cái giờ này cô có cô thức không, cô có ở nhà không hay cô đi đây đọc kinh thôi. Để bữa nào xuống mà cứ nói để bữa nào xuống mà vậy đấy. Thế nên thay đồ đi học đi đó. Mưa to rồi đó, phải mưa nữa kìa. Mưa nước mình trước ngập hết luôn rồi. Thay đồ đi kìa ốm, thấy chưa? Thay đồ khô ra đi.